Xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Lâu lắm rồi không làm một cái vlog. Tự nhiên hôm trước mình xem một cái vlog của anh Độ Misi. Anh có một kiểu là làm ví dụ hết một năm thì sẽ làm một cái video nhìn lại năm vừa qua đã đạt được những cái gì và đặt ra những cái kế hoạch cho năm sắp tới. Tự nhiên mình thấy cái video ấy khá là hay, thế là hôm nay mình sẽ làm một cái video như vậy để nhìn lại năm 2020 của mình đã đạt được những cái gì, mình đã mua được những cái gì và những cái gì mà mình còn chưa đạt được, và kế hoạch năm 2021 của mình. Thế là các bạn hãy cùng theo dõi cùng mình nhé. Năm 2020 vừa qua chắc hẳn là một năm rất là khó khăn với rất nhiều người, bởi dịch Covid nó làm ảnh hưởng tới cái sinh hoạt, đời sống hàng ngày, ảnh hưởng đến kinh tế, đến công việc. Có rất nhiều bạn bè của mình thì đã phải nhận 50% lương trong cái thời kỳ mà dịch đang hoành hành ở Việt Nam. Và có những người thì phải nghỉ việc luôn. Và có những người thì chuyển sang bộ môn là buôn bán online các kiểu. Con là điều mình kiểu chưa bao giờ nghĩ tới luôn. Và sau một cái thời gian khi mà dịch ổn định ấy, thì họ nói chuyện với mình, họ bảo là ô, chính ra đợt vừa rồi dịch như thế tao thấy rằng là tao dành được nhiều thời gian cho gia đình hơn, tao thấy rằng là công việc mà trước đây tao lựa chọn thì nó không còn là công việc mà tao nghĩ là nó tuyệt vời nữa, mà hiện tại cái công việc bây giờ nó làm thấy rất là thoải mái các kiểu. Thì mình nghĩ rằng là cái gì nó cũng có hai mặt đấy, một mặt tích cực và một mặt tiêu cực, các bạn nhìn vào khoản nào thôi. Còn với năm 2020 vừa qua của mình thì cái công việc của mình nó không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái dịch Covid. Và có thể nói rằng là nếu mà nhìn về cái mặt làm YouTube ấy, thì năm vừa qua lại là một năm khá là thành công với mình. Mình làm YouTube đến nay đã được gần 2 năm rồi, và trong thời gian một năm đầu tiên mình chỉ lên được 1.000 sub. Và năm vừa qua thì mình lên được hơn 10.000 sub và hiện tại là 11.000 sub. Thì mình thấy rằng là cái thời gian rảnh thì mọi người có thể là có nhiều cái khi mà dịch Covid ấy, mọi người ở nhà mọi người có thể xem nhiều kênh YouTube, và vô tình thì kênh của mình cũng được mọi người quan tâm và mọi người để ý. Thì đó có thể nói rằng là một năm khá là ok, khá là thành công với mình. Thậm chí rằng là trong thời gian dịch ấy, mình thấy mọi người còn tương tác với mình rất là nhiều. Có những bạn góp ý rất là chân thành, bên cạnh đó thì có những cái bạn góp ý một cách phê phán, chê bai. Nhưng mà cuối cùng thì sau một thời gian dài chúng ta đi với nhau, các bạn theo dõi kênh của mình thì mình cũng đã cố gắng cải thiện một phần nào đó về cái việc làm, về việc nội dung, về cái việc edit video các kiểu, để cho làm sao để kênh của mình tốt nhất. Thì những bạn đó là những người đầu tiên là không thoải mái mình, sau này lại thành những người ủng hộ mình. Thì một lần nữa thì mình rất là cảm ơn hơn 11.000 bạn đã theo dõi, đã ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua. Và không biết là năm 2020 của bạn như nào thì các bạn hãy comment ở bên dưới nhá. Và bây giờ thì đi bộ môn khoe một chút. Đó là mình sẽ khoe bộ sưu tập của mình trong năm vừa qua mà mình mua. Thì sau đây sẽ là những cái mùi hương mà mình vừa mua trong năm 2020 vừa qua. Thì đầu tiên đó là con 360 Red này của nhà Berry Elite này, mình đã có review rồi. Một nhá. Con thứ hai đó là con của nhà Gơ Lăng, đó là con 68 Klöckner. Đây. Con này thì mình cũng con này thì mình chưa có dịp review. Thì nếu như có dịp nào đó mình sẽ review với các bạn. Đây là một cái mùi hương khá là cổ điển. Rất là hợp với những anh em mà theo cái phong cách kiểu vintage. Ở bộ tiếp theo đó là ba mùi hương của nhà 4711 Aqua, trong bộ sưu tập Aqua Colonia. Đây, ba mùi hương đó. Mình đã mua ba mùi hương này và cũng chưa có dịp review luôn. Thực ra thì mấy mùi này chỉ kiểu tại vì nó rẻ nên là mình edit về, nên là mình order về để làm video này. Tiếp đó đó chính là Pomelo Baris của nhà Atelier Colonia. Đây. Đó. Chai này thì đã có rất nhiều video review vào mùa hè rồi, nên là chắc chắn mùa hè mình sẽ lại làm lại em này, tại vì đây là một cái mùi hương rất là ngon. Tiếp tới đó chính là 1725 của nhà History The Perfume. Đây, mình mua tại Vinix trong chuyến đi Sài Gòn được tháng 9. Thì em này đã cũng đã có video rồi. Tiếp tới đó là phiên bản Carbon của nhà Braba. Em này cũng rất là hot, sau khi lên thì được rất là nhiều bạn đồng tình ủng hộ. Đây còn em này nữa, 4711. Chai mà có mùi hương giống với chai nước hoa Tom Ford Nenoli Fortofino. Outer Bath cũng đã có video rồi nha. Đó. Hai mùi hương của nhà FM mình mua gốc đó là Cologne. Đây, hai mùi hương này mình mua gốc này. Rất là xinh. Đó. Con này là eo bắc xăng, phiên bản nắp nhám luôn. Uầy, để đến đây chứng tỏ năm vừa rồi nhìn lại mình mua nhiều phết. Gốc
Gucci Per Home 2, một cái mùi hương thuốc lá với trà rất là ngon. Và hai chai nước hoa đó là Guaiac 10 mình mua full và Bergamot 22 mình mua lúc còn tầm 50ml gì đó. Và bây giờ mình xịt gần hết rồi, hai mùi hương mình rất thích của nhà Lilabo. Đó. Anh em thấy để tổng kết là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 mùi anh em ạ. Năm vừa qua mình mua được 15 mùi và gần như là mình không bán đi bất cứ một cái mùi hương nào cả. Không biết là anh em nào năm vừa qua đã mua đến mùi hương nào thì cũng hãy comment bên dưới nhá. Có anh em mà theo dõi Facebook của mình không nhỉ? Thì các bạn cũng biết rằng là kế hoạch năm 2021 của mình rất là kiểu khủng. Mình dự kiến là mình sẽ làm kênh YouTube này lên 100.000 sub, đạt nút bạc. Có nghĩa là nó gấp 10 lần bây giờ và gấp 100 lần so với trước. Có thể đó là một con số rất là viển vông. Không nghĩ rằng là, không biết là có làm được không. Nhưng mà mình cứ đặt kế hoạch cho mình để mình phấn đấu. Về cái mảng làm YouTube này nữa thì mình cũng sẽ làm, mình đang đọc thêm những cái kiến thức về nến thơm để mình có thể làm review nến thơm cho các bạn. Tất cả những cái gì về mùi hương ấy mà nó mang lại một cái hương thơm ấy thì sau này mình cũng đều muốn làm cả. Có thể là nó hơi rộng một chút nhưng mà mình sẽ cố gắng để có thể làm là đây là một kênh YouTube làm về review về tất cả những cái mùi hương một cách chân thật nhất, một cách khách quan nhất cho các bạn. Và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ chỉnh sửa một chút, đi sâu hơn một chút về những cái video thuộc cái lĩnh vực như là phỏng vấn này, như là khách mời, ví dụ như là phỏng vấn chẳng hạn, thì mình sẽ xây dựng ra hẳn một cái bảng như kiểu bảng thi đấu bóng đá ấy. Mình sẽ sắp xếp những cái mùi hương designer vào với nhau này, rồi mỗi một quý thì mình sẽ lựa chọn ra những cái đi quay và lựa chọn ra mùi hương chiến thắng trong quý đó, thì để các bạn có thể gọi là có sự thu hút hơn ở trong cái nội dung của video của mình. Thì về cái phần khách mời thì mình cũng sẽ mời những cái khách mời và nó làm sao để nó khách quan nhất này, như là các bạn Jolin chẳng hạn này, hay là bạn Hoàng Hiệp này, rồi tư vấn những cái mùi hương, hay là mình mời những cái khách mời mà người ta có thể đến, người ta cho mình cái phong cách của họ và mình sẽ tư vấn cho họ 5 mùi để xem là mình đạt được bao nhiêu trên 5 mùi. Thì đó là những cái nội dung mà mình sắp sửa làm trong một thời gian sắp tới. Thì không biết là các bạn nào có những cái ý kiến gì khác nữa không? À, các bạn muốn kênh của mình làm những cái mảng gì thì các bạn hãy cứ comment cho mình biết ở bên dưới. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình. Và nhớ một điều rằng là hãy comment những cái kế hoạch, những cái điều các bạn đã trải qua năm 2020 ở phía dưới nha. Và chúng ta cùng nhau nhìn lại một năm nữa, xem là một năm sau chúng ta sẽ làm được những cái gì để đạt được những cái gì nha. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.